vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy Linh? Vậy Linh và chào chị Cát Tường nha các bạn khán giả. Gì vậy? Gì vậy Linh? Sài Gòn kiếm ghệ anh ơi. Hai lúa Sài Gòn kiếm ghệ hả? Dạ. Mai tính tạo ấn tượng ha, đi làm ruộng về. Dạ không phải, tại em có biệt danh là hàng bờm với hai lúa nên với em cũng thích quê miền Tây nên thích thể hiện phong cách nha. À thể hiện phong cách vậy đúng không? Thích hai lúa đúng không? Dạ. Bạn là quê ở đâu? Dạ em quê ở Trà Vinh anh. Trà Vinh, bạn lên thành phố làm gì? Dạ em thì hiện tại sống ở Tây Ninh anh. Em làm quản lý khai thác ở công ty khai thác khoáng sản Tây Ninh. Trà Vinh hay Tây Ninh? Bạn ở Trà Vinh, quê Trà Vinh nhưng đang làm việc ở Tây Ninh. Và hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Nga. Năm nay em đã trải qua 26 mùa lá đổ nhưng chưa từng nắm cổ tay ai. Bên kia là Nga, 26 mùa lá đổ rồi. Bắt đầu bạn giới thiệu cho bên kia nghe cho nó dữ nè. Em tên là Đỗ Minh Lộc, hiện nay em 29 tuổi. Bạn 20 mấy tuổi rồi, mấy mối tình? Dạ em có một mối tình duy nhất anh. Bao nhiêu năm? Em quen được 2 năm mà kết thúc nay cũng lâu rồi, khoảng 7-8 năm rồi. Chưa có mối tình nào khác hết? Nói không có thì cũng có tìm hiểu, như mình đi uống nước thôi, cảm thấy như là không có rung động gì thì cũng làm bạn thôi chứ không có quen. Vỏ gì đây? Vỏ có gì trong đây đây? Dạ quà. Sách vỏ đen chi vậy? Vỏ đệm chi vậy? Cái gì đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Trời sao bánh tráng. Cái gì đây? Đặc sản của em đó. Trời ơi, con tặng một vỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn. Ác không? Ăn tặng ăn súng răng luôn hả? Dạ. Bây giờ nãy giờ mình buồn quá rồi, nói chuyện tình yêu không à. Giờ tôi muốn bạn tạo một cái ấn tượng gì đó trước khi gặp bạn gái đi ha. Mình hát bài gì tặng cho bạn gái được không? Dạ thường thì em khi mà em hát là phải có chén muối chứ bên này. Ủa chi vậy? Dạ vừa ăn muối vừa hát mới mặn mà được. Kệ nó, coi gì bạn tưởng tượng có chén muối đây nè, tôi cầm chén muối nè bạn, coi gì chấm đi nè. Thôi đừng có ép, trời ơi quá. Gì là lạc dữ lắm, ép làm cái gì? Rồi thử hát bài vui vui lên cái coi. Em thì hát cũng không được hay. Rồi mà xin hát một khúc ra. Đoạn mày anh ở đầu sông em cuối sông đi. Rồi đứng lên biểu diễn luôn. Thôi ngồi đi anh. Sao cho khán giả người ta vỗ tay, bên kia người ta thấy hứng thú chứ. Đứng lên. Coi như hai lúa nó mạnh dạn chứ coi. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa. Hát đúng như chàng kêu lúa luôn. Thôi bây giờ hồi nãy giờ thì chị cũng không thấy, giống như bạn thôi, chị cũng không biết là cái bạn trai bên kia như thế nào, mà thấy khán giả ở dưới thì rất là vui cười, vỗ tay hí hửng lắm. Thì bây giờ trước khi chị qua xem mặt cho em thì chị muốn hỏi em là bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào, về vóc dáng, về tính tình, để chị qua chị xem rồi ngắn gọn. Dạ mẫu bạn trai lý tưởng của em á, thì em thích là thứ nhất á là chiều cao khoảng 1m65 trở lên. 65. Dạ thứ hai là ngoại hình á thì năng động. Chị thấy có vẻ là năng động rồi đó. Dạ. Năng động quá rồi, luôn rồi đó. Chơi thể thao. Rồi thể thao dữ lắm à. Dạ. Dạ. Thứ ba là em thích đầu đinh. Đầu đinh. Dạ, mắt bồ câu nhưng mà con không phải con đậu con bay nha chị. Có nghĩa là mắt to ha. Mắt to, dạ. Mắt to. Bên đây tầm bạ luôn nha. Hòa đồng của chị. Tính tình hòa đồng, dạ, vui vẻ. Dạ. 1m65 đổ lên. Thể thao. Mắt bồ câu. Mắt này mắt bồ lạch. Chào chị. Trời ơi, cái vụ gì đây trời. Đứng lên coi được 1m65 không? Dư chị ơi, em tới 1m7 lần. Em cái chơi môn thể thao gì mà nhỏ xíu vậy? Dạ. Môn nào em cũng chơi được chị, mà không môn nào em chơi giỏi. Tập tạ rồi đi chứ. Chạy bộ với Tây Ninh rồi lên đi cho cơ bắp rồi nó cuộn chút chứ. Dạ. Trời ơi cái gì vậy trời. Không cái này chị không biết, cái này chị khó nói lắm. Khó quá hả chị. Mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào? Tùy cái gu em, biết đâu gu em gu lạ chứ gu chị là thua rồi đó. Để coi gu người yêu bạn trai như thế nào nha. Anh này cao trên 1m55 thôi. Mặt trái son, em thích mặt trái son. Mặt trái son hay mặt trái xoan? Trái son. Hai cái khác nhau nha. Mặt cây son. Nó dài sọc rồi nè, tròn dài sọc. Rồi mặt trái xoan. Em thích mặt trái son anh, hơi bầu bầu một tí. Bầu bầu một tí? Dạ. Thích gì nữa? Nếu mà mắt to tí thì đẹp hơn. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Em thích, không thích những bạn nữ như là thứ nhất là hay càm ràm, không biết thương người. Nói chung là thích tính thương người ở người phụ nữ hơn. Hiền thì tốt. Chờ chút xíu nha. Có càm ràm không? Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay càm ràm không? Dạ không, em cũng không ham càm ràm hết á. Nói tiếng được, tiếng không được là quất luôn. Dạ. Càm ràm gì hết chứ. Thương người? Dạ có. Người nào thương mình thương lại không? Thứ nhất là em ưu tiên người già và trẻ em. Người già trẻ em? Dạ. Bên đây trẻ em đó. Dạ. Ưu tiên người già, trẻ em yên tâm đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nha. Cặp này tôi thấy khó đỡ lắm mà nha. Rồi rồi chứ dữ lắm mà. Màn đâu kéo lên. Hai người này đi ngoài phố hay lắm nè. Chào anh. Chào chị, em hỏi là anh có thích ăn cay không? À, mình ăn thì ăn được thôi chứ không thích cay, mình thích ngọt thôi. Có lý do tại sao bạn lại hỏi thích ăn cay hay? Dạ không? Tại vì em là gốc em người miền Trung á, Thừa Thiên Huế đó anh. Nên là em ăn cái món gì cũng phải có ớt. Đó, em ăn cay lắm, nhưng mà ăn cay mà em không có ghiêng. Dạ. Ủa bạn Nga ở đâu bạn Nga? Dạ em ở Sài Gòn. Cũng có món quà. Đợi nhắc tuồng nữa đó, cái vỏ mà cũng đợi nhắc tuồng. Có cái vỏ mà cũng quên nữa. Chúng ta đều có một ruồi ngay đây nè. Dạ, em cũng có mà anh. Hai ruồi giống như nhau. Một ruồi viên đó anh. Ở đây cũng cái một ruồi nè. Một ruồi viên. Ruồi ăn hàng dữ lắm luôn á. Có lời rồi, có kết đôi hay không không biết mà hồi nữa ra bán cái đống bánh tráng này cũng kiếm được mới vốn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để nhấn nút. Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn nút nha. Còn không đồng ý thì cơ hội sẽ qua. Lấy về là ăn bánh tráng với muối Tây Ninh không á? Ăn bánh tráng với muối không mà được nhiêu đó là cái tướng được vậy đó. 1 2 và 3. Biết lấy lòng người khác quá ha. Hai người đâu đứng sát sát vô coi hợp không? Đáng lẽ là không có chọn đâu đó. Tại vì có cái vỏ này mới chọn đó. Hai người thọt tay vô đây nè, đây nè, vô đây. Mình vô đây. Đó, nắm tay vô. Nắm vô, trời ơi, cái tay lạnh ngắt. Đó gì đó. Về đi bắn muối Tây Ninh. Tường sẽ xếp ra cho Tường, sẽ xếp ra chụp tấm hình kỷ niệm ấy. Cái người này lạ lắm nè. Thôi để cảm giác sao? Nắm tay cảm giác sao? Lạ lạnh anh ơi. Thấy được không? Được không? Quá được anh. Quá được. Mình cũng không ngờ là hai bạn lại quyết định là hẹn hò với nhau ha. Tại vì đối với mình thì cái đề cặp này cũng hơi lạ. Nên mình cũng không có dám nói gì nhiều. Mình chỉ là đưa dắt mối dẫn đường vậy thôi. Còn quyết định là do hai bạn. Hợp nhất là hai cái một lùi bên đây, cái bên đây cái rồi. Hy vọng là hai bạn sẽ hòa hợp với nhau ở một cái chặng đường dài. Và chúng ta sẽ đưa nhau cùng về quê nhau chơi. Miền Tây xa xôi và miền Trung xa xôi. Không có xa khi mà hai trái tim ta xích lại gần nhau thì chúng ta rất là gần nhau. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.